Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng mình sẽ làm món gì ạ? Bánh ngô siêu to khổng lồ. Ok. Thì nguyên liệu thì chậu. Có chậu, có bột. Đây là bột. Ngô đâu? Ngô đâu? Ngô đây. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Bắt tay vào làm thôi. Ok, let's go. Trước tiên thì mình sẽ thái ngô trước nha mọi người. Con dao mới đem đi chặt cái gì đấy? Chặt cây. Thả. Ngô mình cũng thái xong rồi, bây giờ mình bắt đầu đúc bột xuống nha mọi người. Bỏ bột vào. Ok. Bây giờ mình sẽ bỏ trứng vào nha mọi người. Đập trứng vào chứ không phải bỏ. Theo mình sẽ bỏ nước vào nha mọi người. Ở đâu? Tiếp theo mình sẽ bỏ đường nhé. Nhầm. Bỏ hết luôn. Sau đó mình sẽ ngoáng lên nha mọi người. Ok. Trộn đều lên. Trái. Cái gì cam cam ấy? Cam á? Trứng. Đổ một ít nước vào đây cho chú ơi. Thêm đi. Ok đấy. Nếm thử xem có chín chưa. À nhầm, có ngọt thế nào chưa. Đây đây. Ngọt chưa? Thế như nào? Vị như nào? Nhưng mà bột bột chắc cá. Thêm ít nữa đi. Thêm đi. Được rồi, thêm đi. Được rồi, được. Ok đấy. Mày có lợn đó. Là người cắm lợn. Sẽ đổ mỡ vào chảo để rán bánh. Rồi. Thêm ít nữa đi. Được rồi, ok rồi. Đấy. Thế thôi. Dầu bắt đầu sôi rồi, bây giờ mình sẽ múc. Từ. Nãy quên không được lấy cái muôi đi. Được rồi, thả đi. Bắn mọi người ấy. Tiêu. Chưa được. Không, chú chỉ đánh góc nó lên thôi. Chú em hiểu không nhỉ? Để mà nó răng nhé. Dạ được rồi dạ. Hay đi lấy cái cây về làm chú cái đũa đi. Nè. Đi. Được rồi đấy. Bây giờ phải cần một cái gì đó nó có thể được. Được. Một lúc nữa. Một lúc nữa cháy luôn đấy. Đây này, bây giờ nó đang qua khe dưới đây này.
bảo làm nguyên siêu to khổng lồ nhưng mà nó bị khó lật quá nên là mọi người thông cảm. Ui cái tấm này. Tốp tốp, để chú nhấc cái tấm ở dưới. Ô phong. Chị đồng ơi, bỏ cả nhê. Nói cái gì ấy? Không biết. Tay hết tiếng tay nhê. Dán cái này chín nhanh lắm nha mọi người. Chín ở đây, chín ở đây. Bây giờ cộng ngô nhanh rồi đấy, nên view nhanh rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra một chỗ khác đi để mình làm cái mới nha mọi người. Bây giờ mình sẽ làm mẻ thứ hai nha mọi người. Quên mang cái muôi tròn tròn nên là hơi khó khăn tí. Ôi dồi ôi, có hình tượng cháy. Để dùng skill hết thế nào. Làm mẻ thứ ba nha mọi người. Nào. Hết đi. Nó đã khô rồi. Nó phải khô thì nó hết được. Thấy không? Được rồi. Để mình nhìn nha. Nhìn đây này. Lấy cái chân cây vô chú. Tắt. Đấy, làm cái này nó mới đẹp. Để được cả cái rồi. Mấy kia vớ. Vớ nữa. Thật sự là nãy mình cũng định lấy cái chậu để hứng để đổ ở đây rồi nhưng mà nhấc ra là cái
cái bếp ga mini này nó đổ một phát là đi luôn.